Bên cạnh những nội dung trên thì yếu tố quản lý cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với một đơn vị kinh doanh cà phê. Và để tạo sự thuận tiện hơn nữa cho cả đơn vị quản lý cũng như cho người tiêu dùng thì hiện nay có nhiều phần mềm phục vụ riêng cho việc quản lý quán cà phê đã và đang được doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu. Đối với khách hàng của quán cà phê, khi nhận bill, kiểm tra bill thì sẽ tạo cảm giác yên tâm cho khách hàng vì sự rõ ràng và chính xác. Đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và cà phê thì nhanh chóng về mặt thời gian, tiết kiệm chi phí. Thứ hai là chính xác, họ có thể quản lý được từ đầu vào đến đầu ra. Cái thứ ba đó là nhà quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của quán mọi lúc mọi nơi tại mọi thời điểm thông qua thiết bị di động. Phần mềm cà phê Winterbill thì bao gồm rất là nhiều chức năng. Cơ bản quản lý thu chi, nhập xuất, bán hàng, tồn kho, quản lý các chương trình khuyến mãi. Quả là rất tiện lợi, song có lẽ một vấn đề muôn thuở mà các doanh nghiệp quan tâm trước tiên khi đầu tư, đó chính là giá cả. Không biết là những phần mềm này có giá thành như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với nội dung sau đây. Phần mềm là một tài sản vô hình, nên khi khách hàng họ bỏ số tiền ra để họ đầu tư vào cái phần mềm, thì họ rất là quan tâm về phần giá cả. Thì hiện tại phần mềm Winterbill được chia thành nhiều gói với các chức năng khác nhau, phù hợp với mô hình và yêu cầu của từng quán. Thì với cái mức giá là vừa phải và phù hợp được niêm yết trên website, thì với hình thức thanh toán là bản quyền vĩnh viễn và bản quyền theo tháng tùy khách hàng lựa chọn. Để hỗ trợ cho khách hàng vừa và nhỏ mới thành lập chưa có kinh phí để đầu tư phần mềm thì hiện tại công ty Winta đã hỗ trợ cái phần mềm miễn phí. Vâng, thưa quý vị, thông qua những chia sẻ vừa rồi của các doanh nghiệp, chúng ta phần nào có thể cảm nhận được rằng các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực cà phê tại thị trường nội địa đã và đang có những sự chuyển mình ngày càng tích cực hơn để đáp ứng cho nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng hiện nay. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thị trường tiêu dùng.